Nói chuyện đi mấy bạn ơi. Nói chuyện đi mấy bạn ơi. Đâu buồn đâu đen. Đang tìm nhà. Mặt vậy.
chuyện đi mấy bạn ơi. Con xe hư rồi, chân Đức. Để em đi Đức. Để em đi đi mua Đức. Biết ở đâu không bạch xe Nguyễn Xuân Đức. Đâu có xe đâu, hân kìa. Anh lên đây chơi, Xuân Đức. Hello, Ly mà. Về nữa. Đẹp gì ấy, trung thành. Anh có trở thành billionaire thì anh đừng ngại thương nhau mà chỉ có em, my baby. Anh không muốn làm mang từ đâu, nhưng khúc nào anh cho em, but you don't know. Dù bao lâu nay gặp em, anh vẫn luôn cô dâu. Đến thấy anh phải đối xử lại cùng nhau. Khi mà cả hai ta đều tương dư một khúc trời, sao mà anh cảm thấy ôi ta xa vời. Anh ghét cảm giác nhớ em khi đêm tới, nhưng chẳng thể nhắn nhớ em làm em cười. Nhưng từ giờ sẽ khác, anh sẽ là người hoa, you okay? Mình không còn là bạn, thay vào đó anh sẽ nói xa rằng hey. Cảm ơn Trung Thảo. Chào Hùng Dũng. Ai xấu anh Hùng? Hello Thành Trương. Khi nào Đức lên đây? Hello Trung Nghĩa. Trí xuống vi OLED chơi.
không có xe phú lê. Dạ em mới ngủ dậy anh Hùng. Hôm qua sao bạn đi Lotte không đi? Tí chị ẹt nha Phúc Trần. Như ơi có đi đâu chơi không? Không rửa. Kệ em chứ, anh vô duyên. Sao lại đợi lấy chồng lén gì? Rửa mặt rồi nha. Ăn bây giờ ấy. Sao hôm qua anh bảo đi Lotte không đi? Hùng Nguyễn. Dạ mới ngủ dậy, Trung Thảo. Hello bạn Quyên. Thằng Thuyên, anh Thuyên bảo vậy. Hùng Nguyễn. Không giỡn đâu nha Xuân Đức. Nhẹ bay lên cao và rơi. Chị à, em đến đi Quốc Thịnh. Nắm bàn tay em. Nắm bàn tay em. Lặng nhìn mưa rơi anh nhớ bóng dáng ngày nào đi qua giá rét từng ngày mưa. Lặng lẽ nắm bàn tay em và nhẹ ôm em trong vòng tay anh. Chào Hồng Vấn. Vâng, tối hôm qua anh Hùng. Vậy là không lên Trảng Bom nữa hả Xuân Đức? Ai phá vậy anh? Đôi mắt mà anh đã cố thấy đêm anh em sợ.
Môn em nhé. Trần Nguyễn Như Quỳnh. My đang ở đâu ấy? Không đi chơi à? Kiều My. Hết bài gì giờ? Đi đâu cho đi với Kiều My? Thì ở Biên Hòa Như Quỳnh. Thích hát bài gì? Hát cho nghe hả? Bạn thương không có xe Kiều My. Vì bao lâu nay em yêu anh chỉ là lời dùng, ngày mà em cất tiếng nói muốn đổi thay.
Quân si của anh ấy, phải Văn Thuyên. Phấn nộ gì trời. Chó khắn mấy. Đồ điên. Nói chuyện đi mấy bạn ơi. Hú, hoen khủng. Có bị điên ấy. Cô thử.
tay là thấy không thích rồi. Không nghe thấy thôi, đèo hoang. Cửa gì? Chuyện ổn gì khùng. Anh phải lì xì em mới đúng ấy hùng. Không phải showbiz nha, khoan em. Khoan mấy hôm ấy. Ngon gì, anh Minh. Vì dù như lúc nào em cũng hiểu thôi. Không thể ngắt lời, càng không thể để đi giọt lệ nào được rơi. Em đây về sau để thấy em xót hơn. Ai cũng ước muốn khao khát được yêu, đừng chờ mong tới giờ ai nhắm đưa đón buổi chiều. Buổi sáng thức dậy, đừng ngắm một người đang cạnh ngủ say.